muốn uôn ha đà uôn ha đà uôn ha đà muốn tôi muốn gặp nó 나는 그를 만나기를 원한다 나는 그를 만나기를 원한다 tôi muốn gặp nó 그를 만나기 có nghĩa là cái việc mà gặp nó ấy 원한다 tôi muốn bỏ vào 넣다 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 bỏ vào các bạn nối âm lên biến âm khi uống cà phê tôi cho nhiều đường 저는 커피를 마실 때 설탕을 많이 넣어요 저는 커피를 마실 때 설탕을 많이 넣어요 khi uống cà phê tôi cho nhiều đường 커피를 마실 때 có nghĩa là khi uống cà phê 설탕 là đường 많이 là nhiều 넣어요 bỏ nhiều hoặc là cho nhiều hoặc là bỏ vào nhiều đường 시험보다 오빠 hoặc là anh ơi em phải đi thi nhưng mà em không thích ôn thi 오빠 시험 봐야 하는데 시험 공부가 싫어 오빠 시험 봐야 하는데 시험 공부가 싫어 anh ơi em phải thi nhưng mà em không thích ôn thi 시험 봐야 하는데 các bạn có 시험 보다 khi mà kết hợp với cấu trúc động từ chia theo đuôi a hoặc là o gắn với ya ha tả mà nghĩa là phải 는데 mà nghĩa là nhưng em phải thi nhưng 시험 공부 có nghĩa là ôn thi 싫어 hoặc là 싫어요 nhưng mà em không thích ôn thi ngừng hoặc là thôi hoặc là dừng 그만하다 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 ngừng thôi hay là thôi đi 아니면 그만하자 아니면 그만하자 hay là thôi đi 아니면 mà nghĩa là như hay là hoặc là nếu không thì 그만하자 자 đối câu dụ dê hay là bọn mình thôi đi chạm tay 손대다 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 chạm tay đừng chạm tay vào người tôi 내 몸에 손 대지 마라 내 몸에 손 대지 마라 đừng chạm tay vào người tôi bị mắng 혼나다 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 bị mắng em đã bị mắng nhiều lần 여러 번 혼났죠 여러 번 혼났죠 여러 번 혼났죠 em đã bị mắng nhiều lần 여러 번 có nghĩa là nhiều lần 혼났죠 có nghĩa là gì nhỉ đã bị mắng chiều đôi câu khẳng định ấy, bạn hiểu là đã bị mắng nhiều lần rồi hỏng hoặc là hư hỏng 고장나다 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 hỏng hư hoặc là bị hỏng bị hư kéo bị hỏng rồi 가위가 고장났어 가위가 고장났어 kéo bị hỏng rồi. 가위 có nghĩa là cái kéo dùng để cắt ấy. 고장났어 đã bị hỏng. căng thẳng 긴장하다 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 căng thẳng đừng căng thẳng 긴장하지마 긴장하지마 các bạn gắn chi ma sau gốc của động từ mà nghĩa là đừng 긴장하지마 hoặc 긴장하지마요 đừng căng thẳng mà khai báo hoặc là báo cáo hoặc là trình báo 신고하다 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 khai báo báo cáo trình báo mình có nên báo cáo người này không nhỉ 이분 신고할까요
이분 신고 할까요? Mình có nên báo cáo người này không nhỉ? 이분 có nghĩa là cái vị này hoặc là cái người này. Ở đây thì người nói sử dụng kính ngữ. Thực ra của nó là từ 사람, nhưng mà thể hiện kính ngữ trang trọng hơn thì dùng cái từ 분 thay cho từ 사람. 신고하다 là báo cáo. 할까요? Đưa câu hỏi ý kiến. Có nên báo cáo người này không nhỉ? 이분 신고할까요? Nhớ ra. 기억나다. 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 Nhớ ra. Cái dòng chữ thứ ba màu xanh này chính là phần mình mở rộng phần phiên âm, viết là 기억나다. Nhưng khi phát âm các bạn biến âm là 기억나다. Anh không nhớ ra em sao? 저 기억 안 나요? 저 기억 안 나요? Anh không nhớ ra em sao? Hướng dẫn. 안내하다. 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 Hướng dẫn. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. 안내해 드리겠습니다. 안내해 드리겠습니다. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn. Dọn dẹp hoặc là sắp xếp. 정리하다. 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 Dọn dẹp, sắp xếp. Hãy dọn dẹp đi. 정리 좀 해라. 정리 좀 해라. Hãy dọn dẹp đi. 정리해. Thì đây thêm từ ra, đôi câu mệnh lệnh. 좀 là một chút. 정리 좀 해라. Hãy dọn dẹp một chút đi. Mở hoặc là xòe. 펴다. 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 Mở, xòe. Ví dụ, mở sách ra. 책을 펴세요. 책을 펴세요. Mở sách ra. Gấp hoặc là gập. 덥다. 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 Gấp hoặc là gập. Ví dụ, giáo viên sẽ nói là tất cả hãy gấp sách lại. 모두들 책을 덮으세요. 모두들 책을 덮으세요. Tất cả hãy gấp sách lại. 모두들 là tất cả. 책을 덮으세요. Hãy gấp sách. Từ bỏ. 포기하다. 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 Từ bỏ. Đừng từ bỏ hy vọng. 희망을 포기하지 마요. 희망을 포기하지 마요. Đừng từ bỏ hy vọng. 희망 có nghĩa là hy vọng. Khi viết là hơi nhưng các bạn phát âm là hi. 희망을 포기하지 마요. Đừng từ bỏ hy vọng nhé. Đánh. 때리다. 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 Đánh. Sao anh đánh nó? 왜 당신은 그를 때렸어요? 왜 당신은 그를 때렸어요? Sao anh đánh nó? 왜 tại sao 당신 anh 그 là nó 때렸어요 đã đánh tại sao lại đánh nó? Nhặt lên. 춥다. 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 Nhặt lên. Nhặt rác lên nào. 쓰레기 주워 주세요. 쓰레기 주워 주세요. Nhặt rác lên nào hoặc là làm ơn hãy nhặt rác lên. 쓰레기 là rác. 주워 주세요. Làm ơn nhặt lên. Bỏ hoặc là vứt. 버리다. 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 Bỏ, vứt. Ví dụ, bỏ bớt nước ra đi. 물을 좀 버려요. 물을 좀 버려요. Bỏ bớt nước ra đi. 물 có nghĩa là nước. 좀 là một chút. 버려요 là bỏ đi. 당 이기다. 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 당
Nếu thắng thì được gì? 이기면 뭐 있나요? 이기면 뭐 있나요? Nếu thắng thì được gì? 면 cấu trúc giả định nếu thì. 이기면 nếu thắng thì. 뭐 là gì? 있나요 biến âm là 있나요? 나요 là một cái đôi kết thúc câu lịch sự nhẹ nhàng, giống như là khi các bạn chia đôi yo là 있어요. 이기면 뭐 있어요? Nếu thắng thì được gì? Có thể dùng là 이기면 뭐 있나요? Nếu thắng thì được cái gì nào? Mở cửa. 열다. 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 Mở cửa. 열다 các bạn có là mở nhé. Còn ví dụ là mở cửa sẽ là 문을 열어요. 문을 열어요. 문을 열어요. Mở cửa. 문 là cửa. 열어요. 지금 대로 요. 문을 열어요. Mở cửa. Đóng. Ví dụ trong từ đóng cửa các bạn sẽ có 닫다. 닫다. 닫다 là đóng. Ví dụ đóng cửa. 문을 닫아요. 문을 닫아요. 문을 닫아요. Đóng cửa. Dạy. 가르치다. 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 Dạy. Ở trường tiểu học cũng dạy tiếng Anh. 초등학교에서도 영어를 가르친다. 초등학교에서도 영어를 가르친다. Ở trường tiểu học cũng dạy tiếng Anh. Học. 배우다. 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 Học. Việc học ngoại ngữ thật là khó đúng không? 외국어 배운다는 외국어 배운다는 게 힘든지 외국어 배운다는 게 힘든지 Việc học ngoại ngữ thật là khó đúng không? 외국어 배운다는 게 힘든지 외국어 배운다는 게 có nghĩa là cái việc mà học ngoại ngữ 힘들다 là mệt hoặc là khó khăn vất vả 지 là chứ 힘들지 hoặc là 힘들지요 Việc học ngoại ngữ khó khăn đúng không? 외국어 배운다는 게 힘들지요? Các bạn có đây là gì nhỉ? Cái việc học ngoại ngữ thật là khó đúng không? Phải không? Lên, ví dụ trong trường hợp lên xe các bạn dùng với 타다. 타다. Lên. Lên xe buýt. Ví dụ là tôi lên xe buýt sẽ là 저는 버스를 타요. 버스를 타요. 저는 버스를 타요. Tôi lên xe buýt. Ngược lại sẽ là xuống. Ví dụ 내리다. 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 Xuống. Ví dụ xuống xe buýt. 버스에서 내려요. 버스에서 내려요. Gọi điện thoại. 전화를 하다. 전화를 하다. 전화를 하다. Gọi điện thoại. Anh gọi điện cho tôi trước nhé. 미리 전화해 주세요. 미리 전화해 주세요. 미리 전화해 주세요. Anh hãy gọi điện cho tôi trước nhé. 미리 là trước. 전화해 주세요. Đây là một cấu trúc nhờ và một cách lịch sự, tức là gì nhỉ? Làm ơn hãy gọi điện cho tôi trước nhé. Nhận điện thoại. 전화를 받다. 전화를 받다. 전화를 받다. Nhận điện thoại hoặc là nghe điện thoại. Không có ai nhận điện thoại. 아무도 전화를 안 받았다. 아무도 전화를 안 받았다. Không có ai nhận điện thoại. 아무도 là bất cứ ai cũng 전화를 안 받았다. Cũng không nhận điện thoại. Tăng âm lượng hoặc là to tiếng. Các bạn có 소리를 키우다. 소리를 키우다. 소리를 키우다. Tăng âm lượng hoặc là to tiếng. Các bạn có 소리 là tiếng. 키우다 các bạn hiểu là cho nó tăng lên.
Ví dụ bật tiếng to lên nhé, hoặc là tăng âm lượng lên nhé. Các bạn sẽ có là 소리 키우세요. 소리 키우세요. Bật tiếng to lên, hoặc là hãy bật tiếng to lên nhé, một đối cấu đề nghị. Các bạn có ở đây 소리 르, cái tiểu từ 르. Khi mà các bạn nói, các bạn có thể lược bỏ đi, không cần theo đúng đầy đủ ngữ pháp trong văn nói. 소리 키우, 소리 키우세요. Bật tiếng to lên. Ngược lại sẽ là giảm âm lượng hoặc là nhỏ tiếng. 소리를 줄이다. 소리를 줄이다. 소리를 줄이다. Giảm âm lượng. Ví dụ, có thể giảm âm lượng ở đây được không? 여기 소리 좀 줄이면 안 될까요? 여기 소리 좀 줄이면 안 될까요? Có thể giảm âm lượng ở đây được không? 여기 ở đây, 소리 cái tiếng âm lượng, 좀 một chút, 줄이다 là giảm, 면 안 될까요? Một cấu trúc hỏi, làm cái gì đó thì có được không nhỉ? 여기 소리 좀 줄이면 안 될까요? Có thể giảm âm lượng ở đây được không? Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đi vào 30 động từ trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng chia sẻ ngày hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm vốn từ vựng để có thể nghe và nói tốt hơn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nhé. 여러분, 다음에 또 만나요.